Hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Lại là mình Danh Công Nghệ đây. Và trên tay của mình đây chính là chiếc Techno Camon 30. Chiếc này và chiếc Techno Spark 20 Pro Plus thì mình tin chắc rằng hai em này sẽ phá đảo phân khúc thị trường tầm trung giá từ 5 đến 6 triệu. Vậy thì em này có gì hot? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau video này nha. Bắt đầu thôi. Và bây giờ mình cũng sẽ unbox em nó luôn nha. Mình thấy là chỉ trên 5 triệu một xíu mà cái hộp của em nó các bạn nhìn nè. Dày ơi là dày luôn, thì không biết là Techno đã cho em này những phụ kiện gì ok. Thì mình cũng mong muốn rằng là Techno sẽ cho nhiều phụ kiện một xíu để mình đỡ phải đi mua bên ngoài cho nó cực ha. Rồi bây giờ hãy cùng mình unbox luôn nha. Tổng thể hộp của Camon 30 sẽ có tông màu chủ đạo là màu xanh dương đậm. Chữ Camon thì để ở bên dưới. Còn ở giữa, Techno sẽ nhấn mạnh tên của sản phẩm bằng dòng chữ rất to, đó chính là số 30 và tên thương hiệu Techno ở bên trên. Bây giờ thì Danh Công Nghệ sẽ unbox em nó luôn. Ai chà, ta sẽ có một em điện thoại ở đây siêu siêu đẹp luôn. Cụm cam nhìn hầm hố nha. Mặt lưng có cụm hai camera đẹp với viền bánh răng sang trọng và màu trắng cực kỳ tinh khiết luôn nha anh em ơi. Trong hộp này thì chúng ta cũng được Techno ưu ái tặng cho một cái ốp lưng silicon trong suốt, thêm một cái cường lực nữa nè, đỡ phải đi dán ngoài luôn nha. Còn trên đây thì sẽ có một củ sạc 70W và một sợi cáp USB nữa nha. Về cái điểm phụ kiện này thì mình chốc cho Techno 10 điểm luôn nha. Tại vì hiếm hoi lắm thì mới có một cái hãng mà có thể tặng cho mình vừa cục sạc nè, vừa dây sạc, vừa cường lực mà còn vừa ốp lưng nữa. Thật là hiếm luôn nha các bạn. Thì mình nghĩ rằng á, chiều lòng khách hàng là số 1 rồi, cho nên là Techno điểm này mình cho 10 luôn nha, không có nhưng. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về phần thiết kế. Techno Camon 30 được chăm chút tỉ mỉ với những đường nét hoàn thiện và cấu tạo nơi em nó. Kiểu giấy thì vô cùng độc đáo với độ cong, cầm nắm trên tay vô cùng dễ chịu mà không bị quá cứng hay là quá mỏi. Và khi mà mình cầm chiếc Techno Camon 30 này thì mình cảm thấy rằng cảm giác cầm nắm của em nó ở các viền, các cạnh và kể cả trọng lượng của em nó thì rất là mỏng, là nhẹ. Và khi mà mình sử dụng một thời gian dài như là lướt TikTok này hay là lướt Facebook thì mình cảm thấy là cái cạnh viền này nó cứng cho tay mình, nó không để lại một cảm giác quá khó chịu hay là nặng, khiến tay mình bị mỏi, bị đau. Cho nên là về cái khoản này thì mình cảm thấy là Techno đã hiểu người dùng nè, làm rất là tốt về vấn đề trải nghiệm người dùng. Cho nên là vấn đề này á, trải nghiệm này, mình đánh giá em này 10 điểm nha. Với trọng lượng chỉ tầm là 190g mà thôi, độ mỏng thì chỉ tầm 7.7mm. Cho nên là máy không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, mà ngay cả phần màn hình viền cũng rất là mỏng và màn hình hiển thị cũng rất là sắc nét nữa. Cho nên nó là như mình nói khi nãy, cầm thì rất là nhẹ, đầm tay nữa. Em Techno Camon 30 này không biết là có điểm gì để mình chê nữa không đây. Và sau những gì mà mình đánh giá về con Techno Camon 30 này thì mình cảm thấy rằng là em này khá toàn diện trong phân khúc. Và bây giờ hãy cùng mình đi xăm soi sâu hơn về em nó một chút nha. Mặt lưng của Techno Camon 30 là một điểm nhấn thu hút với cụm camera nổi bật. Mình có nghiêng qua nghiêng lại chiếu ánh sáng của phòng đèn studio thì các bạn cũng thấy đó, đường vân sang trọng và ánh sáng nhẹ lên, thì mình cũng không nghĩ đây là một chiếc máy có mức giá chỉ trên 5 triệu đồng đâu. Và cái thiết kế này thì khiến cho mình cảm thấy rằng là nó không bị lỗi thời là cái thứ nhất, và cái thứ hai là nó phá cách với lại những cái thiết kế của các điện thoại thời nay. Cho nên là mình có thể mua cho người nhà nè, gia đình nè, cầm ra ngoài đường thì người ta thấy một chiếc máy đẹp thì người ta sẽ tò mò tìm hiểu rằng là ừ, đây là chiếc điện thoại của hãng nào, hãng nào mà làm điện thoại đẹp vậy mà sang trọng đến như vậy. Thì mình chắc chắn chỉ có Techno Camon 30 là làm được điều này mà thôi, đúng không các bạn? Thứ hai là mình sẽ chia sẻ về phần màn hình. Techno Camon 30 có một màn hình AMOLED với kích thước lớn lên tới 6,78 inch. Độ phân giải là Full HD Plus, có vân tay nhúng cho màn hình luôn nha. Chưa hết, em nó còn hỗ trợ chuẩn gam màu B3 cho trải nghiệm hỗ trợ trình chiếu chân thực như rạp chiếu phim. Độ sáng tối đa lên đến 3100 nits cho các bạn sử dụng ngoài trời một cách vô cùng thoải mái mà không cần lo là ra ngoài trời màn hình sẽ bị tối. Và mình cũng không thể nào dám tin rằng là trên mức giá tầm 5 triệu hơn một xíu thôi mà em Techno Camon 30 này á sẽ trang bị cho chúng ta một màn hình tần số web 120Hz rất là mượt mà, không kém gì các máy cao cấp hay tầm trung cả. Và mình thấy rằng là với mức giá này, vừa có thiết kế đẹp mà lại vừa có 120Hz nữa mà AMOLED vân tay trong hình, thì mình không biết là lý do gì để các bạn chê được em Techno Camon 30 này luôn á. Cho nên á là về vấn đề này mình không có một điểm gì để chê cả luôn, đúng không nào? Tiếp theo là về phần camera. Techno Camon 30 gây ấn tượng cho mình với cụm camera 50MP và camera phụ 2MP ở camera sau và 50MP cho camera selfie trước, đảm bảo cho các bạn luôn có một những thước hình rất là đẹp, rất là chân thực luôn nha. Nãy giờ thì mình cũng nói quá nhiều về phần thiết kế nè, camera, rồi ngoại hình, rồi màn hình, rồi các thứ. Nhưng mà cái quan trọng trên một cái điện thoại chắc chắn các bạn cũng phải cần biết, đó chính là hiệu năng. Thì hiệu năng trên em Techno Camon 30 này cũng không hề tồi được nha.
Em nó sở hữu một bộ vi xử lý MediaTek Helio G99 Ultimate với RAM 8GB là bộ nhớ thật và lên đến 16GB RAM ảo nha. Và bộ nhớ lên đến 256GB cho các bạn tha hồ lưu trữ ảnh và video, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, từ chơi game, lướt web đến học tập và làm việc, tốc độ rất nhanh chóng và mượt mà. Tecno cũng đã trang bị cho em Common 30 này một viên pin 5000mAh và cùng với tốc độ sạc là 70W được tặng kèm trong hộp nữa nha. Cho nên là các bạn cũng không cần phải lo về vấn đề phụ kiện. Và với thời lượng pin này thì anh em cứ yên tâm xài đi, vì cả ngày cũng chẳng thể nào hết nổ được đâu. Mà cho dù mọi người mua về chạy ráp hay là sử dụng nhu cầu giải trí, chơi game biết tay là nhẹ đi chăng nữa thì cũng rất là ok. Em này cân được hết cho mình luôn nha. Các bạn nghĩ sao về em Tecno Common 30 này thì hãy để lại một phần bình luận ở phía bên dưới cho mình biết với nha. Và các bạn cũng đừng quên là hãy cho mình một like, một share và một subscribe để mình có nhiều động lực hơn cho các video lần sau nha. Còn bây giờ thì khoan, còn một cái nữa. Và đừng quên là hãy truy cập ngay đường link mình để ở dưới phần mô tả dẫn thẳng đến thông tin của Tecno Common 30 tại FPT Shop nha. Máy hiện tại đang được bán hai phiên bản, đó chính là 8GB RAM và 256GB bộ nhớ và 12GB RAM 256GB bộ nhớ. Và các bạn cũng có 3 tùy chọn màu sắc, đó chính là màu trắng mà mình review nãy giờ cho anh em xem này đúng không? Ngoài ra thì chúng ta còn sẽ có màu đen và màu nâu cực kỳ sang trọng nữa nha. Rất nhiều phiên bản màu sắc cho anh em lựa chọn luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.